top 3 đề cử nữ diễn viên được yêu thích nhất. Nguyên một đám mà không đánh lại một thằng mất mặt thì chứ. Bước ra đường chơi thông minh dùng cái. Đầu năm bầu thủ quỷ không ai làm ấy. Tạo nai lưng ra làm á, nói này nói nọ. Nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn của hạng mục web drama, đó là nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Ngọc Thanh Tâm. Xin được chúc mừng hai diễn viên và xin được mời nam diễn viên Trường Giang và nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm lên sân khấu để nhận giải thưởng nam và nữ diễn viên phim web drama xuất sắc được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và xin mời hai nghệ sĩ sẽ tiến về vị trí danh dự để chúng ta nhận cúp cho giải thưởng nam và nữ diễn viên web drama được yêu thích nhất. Xin được mời ông Trần Đức Thành và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sẽ trao cúp ngôi sao xanh cho hai diễn viên Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm. Và xin mời hai bạn sẽ cùng đón nhận cúp và chia sẻ những cảm xúc của mình vào giờ phút này được không ạ? Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ nhường cái sân khấu này để cho Trường Giang với Ngọc Thanh Tâm ha. Chúc mừng Trường Giang, chúc mừng Ngọc Thanh Tâm. Dạ, và xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Đức Thành cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, và xin mời hai nghệ sĩ sẽ có vài lời chia sẻ. Dạ, thưa quý vị, Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm, đầu tiên là cảm ơn quý vị đã ưu ái và dành thời gian xuất hiện buổi tối ngày hôm nay, và bé đang rất là xúc động. Chúng ta sẽ nghe vài lời chia sẻ từ Ngọc Thanh Tâm. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến quý vị khách quý, các cô chú, anh chị em nghệ sĩ, cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại tại Nhà hát Hòa Bình, cũng như là đang xem qua livestream và truyền trực tiếp ạ. Em đang hồi hộp quá. Dạ, em biết là em còn rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà giải thưởng này là một khích lệ rất là lớn cho em để em ngày một có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Em xin cảm ơn ban tổ chức giải thưởng ngôi sao xanh, hội đồng nghệ thuật và các quý vị khán giả luôn yêu thương em. Xin được cảm ơn ekip tuyệt vời của em, mọi người lúc nào cũng bên cạnh em, ủng hộ em hết mình. Xin được cảm ơn gia đình, bạn bè là luôn cho em những cái lời khuyên rất là chân thành khi mà em cảm thấy chơi vơi nhất. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Top 3 đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất. Em bỏ qua cái lần đầu tiên mình gặp gỡ nha. Tại vì chị mới gặp ai cũng sẽ đánh phủ đầu cho em vậy thôi. Ước mơ của anh là gì? Em là vợ của anh. Lâu lâu thấy mấy vết thẹo mà ngày xưa ông đánh tao á. Thì cũng có nhớ. Gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay cúp ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh Ngọc Thanh Tâm. Một lần nữa xin được chúc mừng cho nghệ sĩ Trường Giang cùng với nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm đã nhận được cú đúp giải thưởng cho cả nam và nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục web drama do hội đồng nghệ thuật và khán giả cùng bình chọn. Thưa quý vị, xin được chúc mừng và mời hai nghệ sĩ tiến lên sân khấu một lần nữa. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta được gặp lại hai nghệ sĩ Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm. Có thể nói rằng đây là những tình cảm yêu mến không chỉ của khán giả mà còn của giới chuyên môn. Chính các thành viên hội đồng nghệ thuật đã bình chọn cho hai nghệ sĩ này của chúng ta. Xin được một lần nữa chúc mừng cho hai nghệ sĩ đã nhận được cú đúp trong giải thưởng ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023. Nghệ sĩ sẽ tiến về vị trí danh dự trên sân khấu để nhận thêm một cúp ngôi sao xanh nữa, và cũng sẽ có những cảm xúc để chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả. Và xin được mời đạo diễn Đức Thịnh cùng với Hoa hậu Bảo Ngọc sẽ trao chiếc cúp danh giá này. Dạ, bây giờ ai nói trước thì... Vâng ạ. Dạ,
Dạ thực sự là hiện tại bây giờ em đang không biết nói gì nữa. Em chỉ biết là cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Thực sự đây là một cái điều mà em không ngờ tới. Em chỉ biết nói là em sẽ cố gắng gấp đôi để mình sẽ cho ra đời những cái sản phẩm tốt hơn nữa, chất lượng hơn nữa gửi đến mọi người ạ. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho nghệ sĩ Trường Giang cùng với nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm, và xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đức Thịnh cùng với Hoa hậu Liên Lục Địa năm 2002 Bảo Ngọc. Hạng mục web drama top 3 đề cử phim web drama hay nhất. Cô ơi, cần một thằng đàn ông chứ không cần một thằng nhóc. Cứ tưởng là có chút tiến bộ, thằng nào mới chịu lớn hả? Mười bảy triệu của tôi. Mình sống không có tệ, mình sống đúng số phận của mình thôi. Không phải lúc nào tiền cũng có thể mua được tất cả mọi thứ đâu con. Mà xin lỗi. Hạng mục web drama top 3 đề cử phim web drama được yêu thích nhất. Giới thiệu với mọi người, tôi là Bạch Hải Đường, chủ tịch. Cái gì anh cướp hả? Nhờ có bố già lập ra thỏa hiệp không xâm phạm quyền lợi của hai bên. Sở dĩ Di Ca tranh giành, Di Ca đấu đá, tất cả cũng chỉ vì quyền lợi của chợ mới. Lâu rồi chị mới thấy một bạn trẻ có cái đầu nhảy số nhanh như em gì đó. Tiền trao rồi đó, là lẹ nha. Sau này mà có ví dụ gì á, đừng có quên anh nha. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng phim web drama hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn và phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cùng với diễn viên Puka sẽ lên sân khấu để công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Xin trân trọng kính mời. Lời nói đầu tiên cho em Puka và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ xin gửi lời chào đến quý đại biểu, quý vị khán giả và các anh chị em, cô chú, nghệ sĩ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ, không để mất thời gian của mọi người, và em xin phép mở bao thư ra và công bố luôn ạ. Dạ em hơi mất thời gian, anh giúp em. Dạ và thưa quý vị, chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem phim web drama hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn và web drama yêu thích nhất do khán giả bình chọn sẽ thuộc về các bộ phim nào trong phần top 3 đề cử mà chúng ta đã vừa thấy. Dạ, em xin công bố giải thưởng gương mặt điện ảnh truyền hình hôm nay cúp ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh phim Thật Xanh Lý Thông đã giành chiến thắng web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn ạ. Gương mặt điện ảnh của truyền hình hôm nay cúp ngôi sao xanh lần thứ 10 2023 xin được vinh danh phim Chủ tịch Giao hàng, kênh Trường Giang. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện của hai bộ phim web drama Chủ tịch Giao hàng và Thật Xanh Lý Thanh sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng này. Vâng, thưa quý vị, Chủ tịch Giao hàng, phim web drama hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn, và Thạch Xanh Lý Thanh, phim web drama yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và xin được mời đại diện của hai phim web drama này là nghệ sĩ Trường Giang và nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm một lần nữa tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng cho hạng mục phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và phim web drama hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Cùng với đạo diễn Nicole, xin được chào đón ba nghệ sĩ của chúng ta bước lên sân khấu. Dạ,
mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cùng với diễn viên Puka sẽ trao chiếc cúp ngôi sao xanh danh giá này đến cho đại diện của hai phim web drama. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cùng với diễn viên Puka, và có lẽ ngay lúc này xin được mời đại diện của hai phim chúng ta sẽ có vài lời phát biểu ạ. Thưa quý vị, chúng ta vỗ tay cho Nicole là đạo diễn phim Thạch Xanh Lý Thành ạ. Dạ, xin kính chào quý vị đại biểu, xin kính chào tất cả các vị đang có mặt tại đây. Đây là lần thứ hai em phim của em được giải ngôi sao xanh, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được cầm cúp và được đứng trên đây nhận cúp. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả ekip, xin cảm ơn tới Tâm và xin cảm ơn với tất cả khán giả đã ủng hộ để hôm nay em với Tâm có cơ hội đứng đây để cầm tới cái cúp danh dự này. Em xin cảm ơn mọi người.